Big Daddy Emily tình yêu một thập kỷ đã có happy wedding, nhân vật bắt được khoa cưới gây bất ngờ. Sau hơn một thập kỷ bên nhau, Big Daddy và Emily quyết định tổ chức lễ kỷ niệm kết hôn vào tháng 8. Đây hứa hẹn sẽ là một buổi lễ hoành tráng quy tụ nhiều sao Việt tham gia. Sau tấm thiệp cưới gửi đến cả showbiz, Big Daddy Emily tiếp tục tung ra teaser với sự góp mặt lẫn góp giọng của dàn phù dâu phù rể đình đám. Huy My, Hàn Hằng, Trang Lưu, Tùng Sơn chia sẻ về bí mật đằng sau tấm thiệp này. Emily tiết lộ trên trang cá nhân về việc ông xã Big Daddy đang ở thời điểm khủng hoảng tuổi 32 khi đời mua nhẫn đôi và làm đám cưới bất ngờ. Bộ đôi cũng tung ra poster ngọt ngào, lãng mạn tại bãi biển mang tên Ngõ Chạm. Thậm chí dàn phù dâu phù rể như vợ chồng Trang Lưu, Tùng Sơn, Kiều Ly Phạm, ông xã Đức Anh, gia đình nhà tròn Mama, Huy My, Hàng Hằng cũng có poster riêng. Sau rất nhiều hình độc lạ, khán giả cho rằng đây là một món quà âm nhạc mang concept đám cưới đến từ nhà Big Daddy và Emily. Và tối ngày 1 tháng 8, Emily chính thức ra mắt teaser, hé lộ khoảnh khắc dàn phù dâu phù rể thể hiện những giai điệu đầu tiên của ca khúc Ngõ Chạm. Teaser có sự góp mặt của mẹ con nhà tròn Mama khi thể hiện câu hát làm sao có thể trao trọn trái tim cho một người. Tròn Mama được xem như nàng thơ của Lady Killer và có mối quan hệ thân thiết với Big Daddy. Chính vì vậy, việc tròn Mama cùng con trai có mặt trong đoạn teaser đã tạo nên sự thích thú cho các fan R&B Việt thời kỳ đầu. Ngõ Chạm là dự án âm nhạc cá nhân của Big Daddy và Emily muốn dành tặng người hâm mộ và bạn bè thay cho lời cảm ơn tới mọi người đã luôn dành tình cảm yêu quý. Ngoài ra, MV lần này cũng là một món quà kỷ niệm tràn ngập tình yêu mà Big Daddy muốn dành tặng cho Emily sau 13 năm quen nhau, 8 năm về chung nhà và có hai em bé khẩu khỉnh. Theo như lời Emily đã chia sẻ lên trang cá nhân thì Big Daddy dạo này khủng hoảng tuổi 32 hay sao ấy, tự dưng cứ lồng lộng, đòi mua nhẫn đôi để đeo, rồi thì làm đám cưới bất ngờ các thứ, xúc động chết đi được. Chính vì vậy Ngõ Chạm trở nên vô cùng đặc biệt khi toàn bộ ekip sản xuất đều là của nhà đồng đường hay được ghi trong phần credit hài hước tự túc production. Ngõ Chạm kể lại chuyến du lịch bất ngờ của Big Daddy Emily cùng với hội bạn thân đình đám là vợ chồng Trang Lưu, Tùng Sơn, Kiều Ly Phạm, Đức Anh, gia đình nhà tròn Mama và bầu đôi cực hot Huy My, Hàng Hằng. Xuyên suốt là những khoảnh khắc tràn ngập tình yêu của cô dâu chú rể, không còn là hình ảnh gai góc của một chàng rapper sushi. Thay vào đó, Big Daddy lại hóa thành một anh chồng rất biết chiều chuộng khi luôn dành cử chỉ ngọt ngào cho Emily. Đặc biệt khoảnh khắc được nhiều người mong chờ nhất trong Ngõ Chạm chính là giây phút Big Daddy quỳ xuống trao nhẫn cưới cùng hôn Emily ngay trên bãi biển. Đây hẳn là khoảnh khắc mà rất nhiều khán giả đã mong muốn được xem sau khi bộ đôi công khai về chung một nhà. Không trang hoàng như những đám cưới của các nghệ sĩ chúng ta thường thấy, nhưng sự giản dị tinh tế và cái chất low-key của Big Daddy Emily càng khiến khoảnh khắc đặc biệt trở nên xúc động khi hai vợ chồng trao nhau nhẫn cưới dưới sự chứng kiến của bạn bè. Nụ hôn nồng cháy cả hai trao cho nhau như một sự đánh dấu chủ quyền, khiến cho tất cả bạn bè có mặt không giấu được sự phấn khích. Đáng chú ý, giây phút hot girl Hàng Hằng bắt được khoa cưới từ Emily cũng khiến cho người hâm mộ thích thú và mong chờ bộ đôi Huy My Hàng Hằng sẽ sớm có tin vui. Ngõ Chạm cũng là lời nhắn mà Emily muốn gửi gắm đến khán giả rằng Big Ly cũng như những cặp đôi khác, có lúc hạnh phúc và những lúc khó khăn, thăng trầm, nhưng chúng mình luôn nhìn về nhau và nhìn về tài sản vô giá là hai bạn nhỏ để cùng nhau cố gắng hơn. Chuyện tình của chúng mình không phải công chúa hoàng tử như trong những câu chuyện cổ tích. Chúng mình chỉ muốn mọi thứ diễn ra thật tự nhiên và ngày càng hướng đến sự đơn giản. Mỗi ngày đều học cách biết ơn và hài lòng với những gì mình đang có để hạnh phúc hơn mỗi ngày. Vậy nên, Big Ly mong rằng sẽ truyền được hạnh phúc đơn giản và ngọt ngào của Ngõ Chạm với tất cả những ai lắng nghe bài hát này, cũng như tất cả các bạn bè, người thân, khán giả luôn theo dõi, ủng hộ gia đình mình trong suốt chặng đường vừa qua. Emily mong mọi người sẽ luôn cảm nhận được hạnh phúc và bình yên bên cạnh những người thân yêu của mình. 4 năm trước, Big Daddy và Emily đã cho ra mắt một trong những bản tình ca chill hop là Mượn Rượu Tỏ Tình. Ca khúc hiện đã thu về hơn 180 triệu lượt xem trên YouTube. Đây cũng là bản hit thành công nhất khi Big Daddy kết hợp cùng Emily trong âm nhạc. Dù chưa xác nhận điều này sẽ trở thành sự thật, nhưng với hiệu ứng ngọt ngào từ món quà lần này, rất có thể cặp đôi đình đám Big Daddy Emily sẽ có một đám cưới hoành tráng trong tương lai không xa.